sáng nay thì mọi người đã tìm được thêm một thi thể của một bé trai 1 tuổi các bạn ạ. Mình sẽ trích quỹ ra 5 triệu để thắp hương cho bé. Nhìn đau xót quá các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cho em xin chia buồn với gia đình, em gửi gia đình 5 triệu ạ. Những khu vực nào có khả thi nghi ngờ có các thi thể thì sẽ phân chia máy xúc ra đi đào và cho chó nhiệm vụ đi hỗ trợ tìm kiếm. Trời bắt đầu mưa to rồi các bạn. Sắp kết thúc những ngày tìm kiếm các thi thể rồi, chỉ mong là 1-2 ngày nay nữa là sẽ tìm thấy hết toàn bộ các thi thể còn sót lại dưới những lớp đất bùn sỏi đá này. Bởi vì ở đây lớp bùn rất là dày, để mà máy xúc tiếp cận được ở trong này đi rất là khó. Sáng nay thì mọi người đã tìm được thêm một thi thể của một bé trai 1 tuổi các bạn ạ. 1 tuổi. Có rồi. Đây là cánh tay. 54 thi thể nạn nhân rồi các bạn. Hướng quá à. Hướng nó thấp nhiều đấy. Yêu cô nhé, họ bán rồi. Mở ra đi. Tay nào mở. Màu lai mà đuôi mà vui vẻ hơn. Tay bàn tay mà đuôi mà nói. Đó là đau thương rồi các bạn ạ. Sau 13 ngày tìm kiếm thì cũng đã tìm được thêm một thi thể rồi. Nhìn cảnh này phải nói là quá là đau thương luôn các bạn ơi. Bây giờ mọi người sẽ tắm rửa, xong rồi sẽ bắt đầu làm lễ mai táng cho bé. Đến hôm nay là ngày thứ 13 rồi nên là các bộ phận của cơ thể đang dần phân hủy. Mọi người sẽ sử dụng chiếu và một lớp bạt để lót. Mình thấy trên tay đang cầm tiền, chắc là sẽ xả tiền vào trong áo quan các bạn. Đi làm đi,
vào bóng bao nhiêu tới đấy, nhưng mà này thon người này là thon không thả được, không thả được một cổ hết. Thon khoan cua này là mới biết ngâm ra đình là nhanh đông mà. Hay các bạn, hay các bạn đấy, đi coi hát cổ ở Phan Bách. Đây là lót tha của mình. Trời lại tiếp tục mưa. Mình sẽ xin phép thả bằng năng lượng nghỉ cho bé. Chỗ đấy, chỗ đấy mà sáng đi rồi thấy luôn. Ba mộng à? Ba mộng. Sát thật thầy, thoát thầy ở mình này. Thân thầy, ta thầy, thương ta đấy. Ăn hết dùng đấy rồi, ăn hết dùng đấy rồi. Cũng có được biết là cổ trang quay quay cuộn á. Tham quan của cháu ơi. Ba đứa con, hai đứa gái, một đứa trai. Ăn mua là bữa. Ba đứa gái đã tìm được rồi. Tìm người thấy rồi, còn thiếu mỗi đứa này nữa thôi. Nói với được Phật, nói với được Phật. Ba cũng thấy rồi, mẹ cũng thấy rồi. Thường làm được rồi. Cô cuốn ra là tính cái cuốn mà. Ba là đổ thêm. Ba hạt đó. Gia đình của bé này thì còn ai? Còn mỗi anh Thới. Còn mỗi bố nữa đó. À, còn mỗi anh Thới. Anh đã đây này. Đấy cứ này, cứ có mưa, mà ta mà mưa gấp hơn mưa mà cắt mất rồi. Đánh này giờ đánh gì? Đấy đi ông này, mới đi ông này. Đi ông, cái này là thằng điêu rồi. Nắc kìa, mấy ông bầu lúc đào có thấy ở sâu không? Không ở sâu đâu, thò cái chân với cái tay rồi. Thò chân tay lên mặt đất ạ. Chắc là ở dưới sâu á. Máy múc, múc lên. Lúc sáng nay đi là bây giờ mới anh em à, máy xúc múc lên chắc là đi lên theo đất lên luôn. Chắc là thế. Thế ba người là cái mẹ đi được lên. Trời lại bắt đầu mưa xuống rồi các bạn. Ở đây thì chôn cất sẽ kiểu gia đình thì sẽ có vùng chôn cất riêng như này các bạn nhé.
Xem nhé, một năm người thành nhà năm người, còn đây của anh của tớ thì con và mẹ và vợ. Trong gia đình mất mát quá anh nhiều các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn lại một mình anh Thới thôi. Hai gái hết đấy. Cả ba đây, hai cái cũ này một cái mới. Nhưng mà đây là gái đúng không ạ? Vâng, đây là gái này. Đây cũng là gái. Đây là gái. Vâng. Đây cái cũ của mình. Vâng không ạ. Hôm trước là anh cũ này cũng bán vòng tay. Bán Văn Thạo, Thạo là anh. Là anh. À. Hai anh em ruột mà. Hai anh em ruột. Thế là có mất một anh phải không ạ? Và hai anh em ruột thì Hoàng Văn Thạo này là mất vợ, mất con. Mất vợ, cùng con. Chung mẹ thì mẹ, tức là anh Hoàng Văn Thới này được có ba đứa con và vợ. Thế hai thằng này cứ chung mẹ. Vâng. Ở đây khi mà chôn cất xong rồi, mọi người sẽ sử dụng lá cọ để phủ lên như này. Thế là hôm nay đó là coi như là chỗ nhà Thới là thấy được đủ thi thể đấy. Hôm nay là thế. Anh ơi cho em hỏi chút là cái lúc mà... Anh mơ thấy, anh chỉ thấy là đứa trước cái cún mình ấy, cái cún của mình ấy mình cũng nằm mơ. Dạ. Nằm mơ thấy bảo là thấy con ở đấy, xong mình cũng đi lấy, xong thấy đứa con đấy, một đứa cháu nữa. Ừ. Tối qua lại nằm mơ thấy thằng cu này. Dạ. Thì đi xong rồi là cũng tìm thấy. Toàn bộ những người mất trong gia đình là đều báo mộng về anh. Báo mộng về cho anh. Vâng. Xong rồi là... Hôm nay thì tìm thấy cháu như nào anh? Thấy thì nói chung là máy xúc cũng múc lên lâu rồi. À. Thì chắc thấy múc chắc là kiểu bé quá, không thấy lấy về, chắc là báo mộng cho. À, chắc là múc lên rồi nhưng mà không thấy. Anh đi được lúc mấy giờ? Dạ. Sáng anh đi lúc mấy giờ? Đi, nếu mà sáng này đi là đi lúc tầm khoảng 5 rưỡi bắt đầu bảo mấy anh em bắt đầu đi rồi. Mất bao lâu thì anh thấy? Một tiếng? Chắc tầm khoảng tiếng vậy. Nên nói là nằm mơ là đi xong là lấy luôn thôi. Có người bứt cả cào ở đấy rồi, coi như là cứ không nhìn thấy. Người cho mình là anh đến đúng cái chỗ đấy thôi. Cái địa điểm mà tìm thấy bé trai hôm nay là ở chỗ nào anh? Đúng ở bên đấy luôn. Chỗ cái cánh tay không, gần cánh tay hôm qua. Ừ. Tôn nó cẩu lên trên. Lên trên tí nữa. Là máy xúc đã đào bới lên rồi nhưng mà... Hiện tại thì mọi người đang đào huyệt để chôn cất cháu.